Phương pháp vô béo bí ẩn của bò Campuchia nhập về Việt Nam. Với hàng ngàn con bò được nhập khẩu vào nước ta mỗi ngày, từ một con bò gầy biến thành bò thịt béo mập chỉ trong vòng 1 tháng. Được biết, với phương pháp vô béo này thì mỗi tháng bò có thể tăng lên 100 kg, trung bình là hơn 3 kg mỗi ngày. Vậy cách vụ béo bí ẩn này là gì mà có thể cung cấp ra thị trường mỗi ngày hàng ngàn con như vậy? Liệu bà con có thể áp dụng phương pháp vô béo này vào trang trại nhà mình hay không? Tại video này, 3 phút nông nghiệp sẽ giúp bà con tìm hiểu về phương pháp vô béo của nước bạn. Hoảng mang, phẫn nộ là cảm nhận của không ít người về câu chuyện chăn nuôi bò ở Campuchia. Tại quốc gia này, thức ăn dành cho bò có chứa hàm lượng salbutamol, chất tạo nạc bị cấm sử dụng trong chăn nuôi, vượt ngưỡng cho phép, lên đến hàng trăm lần. Điều đáng nói, người dân Campuchia không ăn loại thịt bò mà những chủ trang trại này sản xuất. Thay vào đó, bò được các thương lái của Việt Nam mua về, vô béo bằng các loại thức ăn hỗn hợp có chứa chất cấm salbutamol. Từ lâu, salbutamol đã bị Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực Liên Hợp Quốc FAO cấm sử dụng trong chăn nuôi. Do tồn dư hợp chất này gây ung thư, rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, co thắt phế quản, phù nề, liệt cơ. Salbutamol còn có thể gây nhược cơ, thậm chí là khiến cơ thể phát triển không bình thường. Nói vậy để thấy rằng hành vi nhập lậu bò và kích thích tăng trọng bò bằng thức ăn có chứa chất cấm salbutamol là nguy hiểm ra sao. Không chỉ mang đến nguy cơ sức khỏe khó có thể tưởng tượng, việc nhập khẩu trái phép bò từ Campuchia và các quốc gia láng giềng một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát còn làm gia tăng nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên đàn gia súc. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là điều này còn ảnh hưởng bất lợi đến sự phát triển của chăn nuôi gia súc trong nước. Thực tế, những ngày qua, tại nhiều tỉnh thành khu vực phía Bắc, trâu bò của người dân không có thương lái thủ mua. Do nguồn cung thị trường đang quá dồi dào các loại bò thịt nhập khẩu và cả nhập lậu, nguồn sinh kế của hàng triệu nông hộ bị mất đi cũng sẽ chỉ là dấu cho sự đổ vỡ của ngành chăn nuôi một đại gia súc. Một khi trâu bò vẫn ồ ạt về Việt Nam nhưng thiếu kiểm soát từ biên giới, bỏ qua sự nhẫn tâm của những thương lái thu mua bò được chăn nuôi từ nguồn thức ăn có chứa chất cấm salbutamol, các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, vùng biên thực sự đáng trách. Một con bò nặng đến hàng trăm kg không phải là chiếc kim bé nhỏ có thể dễ dàng lọt qua cửa khẩu. Các trạm kiểm dịch động vật liệu rằng có hay không sự thông đồng của lực lượng chức năng với những thương lái nhập lậu bò là câu hỏi rất cần được làm rõ. Sau thông tin từ cơ quan báo chí trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã lên tiếng đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh có đường biên giới giáp danh với Campuchia và cả Lào bố trí lực lượng công an, quản lý thị trường, thú y để tăng cường kiểm soát các trường hợp buôn bán, vận chuyển, nhập lậu châu bò trái phép. Động thái của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khiến người ta nhớ đến câu thành ngữ mất bò mới lo làm chuồng. Lẽ ra những biện pháp ngăn chặn phải được lực lượng chức năng thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thay vì khi xảy ra nghi vấn mới đôn đốc, nhắc nhở và đề nghị. Việc xử lý nghiêm các trường hợp tiếp tay cho hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ châu bò nhập lậu, làm giả, làm trái quy định trong công tác kiểm dịch nhập khẩu cũng là vấn đề được các bộ ngành, chính quyền các địa phương quan tâm. Đã đến lúc không thể nương tay mà cần thiết phải xử lý hình sự đối với đối tượng vi phạm vì an toàn sức khỏe của các thế hệ người Việt.